Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 182. Tứ hôn. Từ Hiển Phi cười duyên dáng, hỏi, "Tỷ tỷ làm sao không vào, hẳn là làm sai chuyện gì nên quỳ cầu bệ hạ tha thứ?" Nếu không để muội vào, biện hộ giúp tỷ tỷ cho khỏe. Hoàng hậu cắn răng nói, "Không cần." tiền triều tranh đấu thường liên lụy đến hậu cung. Chu vương và thái tử tranh chấp không chỉ vì ngai vàng mà còn vì những người bên cạnh và hậu thuẫn. Nếu thái tử thất bại, vị trí hoàng hậu của nàng có thể giữ được bao lâu? Một ngày nào đó văn huệ đế sẽ già đi, nếu chu vương lên ngôi, kết cục của hoàng hậu sẽ ra sao? Ngay cả trong các gia đình quan lại, tranh giành thường có nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, trong hậu cung lại càng khốc liệt, không cẩn thận sẽ mất mạng và liên lụy người nhà. Sống trong cung không phải lúc nào cũng cần cẩn thận từng chút một. Từ hiền phi cười nói, tỷ tỷ nếu không muốn, muội cũng không miễn cưỡng. Nhưng muội có việc cần gặp bệ hạ, không quấy dày tỷ tỷ nữa. Nàng cười khúc khích, định phái người vào thông báo văn huệ đế. Hoàng hậu chỉ hận không thể nắm lấy từ hiền phi mà đánh. Từ hiền phi vào lúc này, có thể nói gì nàng cũng đoán được. Chỉ đơn giản là đổ dầu vào lửa, văn huệ đế xưa nay luôn nghe theo lời từ hiền phi, chỉ sợ sẽ càng thêm căm ghét thái tử. Nhưng nàng không thể ngăn cản từ hiền phi. Khi từ hiền phi định vào, một người khách khí, vội vã chạy đến. Người này nhìn từ hiền phi, ấy náy nói, hiền phi nương nương, duệ vương điện hạ đang ở ngoài, muốn gặp bệ hạ. Duệ vương, từ Hiền Phi và Hoàng hậu đồng thời ngẩn ra. Duệ Vương vào lúc này đến, có ý gì? Từ Hiền Phi thường kiêu căng, nhưng không phải kẻ không hiểu chuyện. Những lúc kiêu căng chỉ là đối với văn huệ đế chơi tính tình, đại sự không dám hàm hồ. Lúc này, nàng liền nói, vậy ta sẽ chậm lại chút. Hoàng hậu so với từ hiền phi lớn tuổi hơn, thấy nhiều việc triều đình hơn, lòng nàng chìm xuống. Duệ Vương đến đúng lúc Thái tử gặp chuyện và Văn Huệ Đế hạ định tội, ý đồ chắc chắn không đơn giản. Người thông báo ra ngoài, Hoàng hậu và Từ Hiền Phi một đứng một quỳ, nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo tím bước vào. Hắn mang nửa mặt nạ bạc, thần thái thản nhiên, Hoàng hậu không lý do mà giận dữ và xấu hổ. Thân là Hoàng hậu một nước, lại bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ chật vật. Từ Hiền Phi nhìn mặt đối phương ngẩn ra, có những người từ nhỏ đã kỳ lạ, không rõ dung mạo, toàn thân quý khí tao nhã nhưng đủ khiến lòng người kính nể. Hắn đứng ở đó, ánh mắt người khác không cách nào không rơi vào hắn. Duệ vương bước qua hoàng hậu, chỉ liếc nàng một cái, trong mắt không có ý vị gì nhiều, bước chân cũng không ngừng lại, như không thấy một hoàng hậu quốc mẫu quỳ trước điện. Không phải vì thông cảm hoàng hậu mà không biết, dù duệ vương không tỏ ra gì, hoàng hậu cảm nhận được hắn chỉ là không muốn nhìn, từ trong lòng khinh bỉ và xem thường. Nàng cảm thấy vô cùng lúng túng. Trong thư phòng, văn huệ đế ngồi ngay ngắn trước bàn, biểu hiện nhẹ như mây gió, một phái thận trọng, như người nổi trận lôi đình trong thư phòng không phải là hắn. Chỉ là lưng có chút cứng ngắc. Thanh niên áo tím đứng ngoài bước vào, lười biếng chào bệ hạ, coi như chào hỏi, rồi ung dung ngồi đối diện, ngồi tùy ý như văn huệ đế mới là khách. Trong mắt hắn không có vẻ tôn kính hoặc sùng bái. Dáng vẻ đó càng khiến văn huệ đế cảm thấy mình chẳng đáng gì trước mặt nam nhân trẻ tuổi này. Ý niệm này chỉ thoáng qua, văn huệ đế liền lấy lại tinh thần, cười nhìn dự vương, nói, mấy ngày nay chậm rất bận, chưa hỏi duệ vương đã quen chưa. Lời này có chút thân cận. Tần quốc hiện tại đối với Minh Tề rất căng thẳng, nếu đại lương có thêm ý tưởng khác minh tề thật sự tiến thoái lưỡng nan vì vậy văn huệ đế không muốn làm căng với đại lương dù chịu thua cũng được cúi đầu cũng được miễn là vượt qua tình cảnh hiện tại có chuyện gì ngày sau hãy nói vì lẽ đó hắn mới cố gắng lấy lòng duệ vương nếu bị minh tề bách tính nhìn thấy văn huệ đế như vậy chắc hẳn đều sẽ khịt mũi coi thường duệ vương lười biếng nở nụ cười nói nhờ phúc của bệ hạ bản vương cũng không tệ lắm chỉ là nghe nói bệ hạ mấy ngày nay gặp không ít phiền toái văn huệ đế trong lòng nhảy một cái nhưng trên mặt không tỏ ra chỉ cười khổ lắc đầu nói dạy con không tốt khiến duệ vương chê cười rồi cũng không thể trách bệ hạ duệ vương nói dù sao bệ hạ có chín con trai ngữ khí của hắn không biểu lộ cảm xúc chỉ là tần hoàng thật đáng thương đến minh tề cống nạp thái tử và công chúa đều mất, thực là tai họa bất ngờ. Nụ cười của văn huệ đế trở nên gượng gạo. Duệ vương nói đúng, tần quốc hoàng đế đòi thái tử đền mạng không chỉ vì muốn cân bằng mà còn vì một nguyên nhân khác. Hai nước đến bái cống, đại lương duệ vương không tổn thất gì, trong khi tần quốc thái tử và công chúa đều chết. Điều này như ám chỉ minh tề cố ý đối đầu với tần quốc hoặc xem thường tần quốc, đến nỗi không bảo vệ nổi thái tử và công chúa dù thế nào điều này khiến tần quốc mất mặt tần hoàng cũng căm tức vì vậy dù thái tử đền mạng lòng tự tôn của kẻ cầm quyền cũng sẽ khiến tần hoàng căm ghét minh tể thêm hắn nói trẫm đang nhanh chóng xử lý việc này duệ vương nở nụ cười tần hoàng hẳn là không dễ dàng giảng hòa văn huệ đế cảm thấy bức bối trong ngực hắn cố gắng không để lộ nhưng không biết duệ vương không hiểu hay cố ý cứ xoáy sâu vào vấn đề này mà nói những câu không nể mặt. Văn Huệ Đế không nghĩ Duệ Vương ngu ngốc, điều này có nghĩa là hắn cố tình chọc tức. Văn Huệ Đế rất muốn như với triều thần, phẩy tay áo bỏ đi hoặc nổi trận lôi đình, nhưng Duệ Vương không phải triều thần của hắn, dù là thân vương nhưng từ góc độ nào đó còn mạnh hơn hắn. Văn Huệ Đế chỉ có thể chuyển chủ đề, hỏi, không biết hôm nay Duệ Vương tìm chẫm có việc gì? Duệ Vương không nói, chỉ khuất một ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn, trong sự im lặng, lòng văn huệ đế càng thắt chặt. Hắn đột nhiên nhận ra Duệ Vương đến vào lúc này, hẳn là có chuyện quan trọng. Nếu Duệ Vương muốn nói về thành trì ở biên giới giữa Đại Lương và Minh Tề, văn huệ đế nên làm sao từ chối? Lưng hắn từ lúc đầu cứng ngắc giờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đối phương im lặng nhưng tạo áp lực vô hình lên hắn. Một lát sau, Duệ Vương ngừng gõ, hững hờ nói là vì đại sự cả đời của bản vương cái gì văn huệ đế ngạc nhiên chưa kịp phản ứng liền nghe duệ vương chậm rãi nói tiếp hoàng huynh luôn hy vọng bản vương sớm ngày thành ra lần này đến minh tề căn dặn bản vương phải mang về một vương phi bản vương vừa vặn có ý đó văn huệ đế hiểu ra duệ vương muốn tìm một nữ tử ở minh tề nhưng tại sao Văn Huệ Đế cảm thấy có âm mưu, nhưng không thể biểu hiện ra. Hắn liền mỉm cười rộng lượng, nói, thì ra là vậy, không có gì, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Duệ Vương là thanh niên tuấn kiệt, nên có được giai nhân như hoa. Chỉ là không biết Duệ Vương đã chọn ai. Duệ Vương nhìn hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nở nụ cười, Văn Huệ Đế sững sờ, nghe thanh niên ấy nhàn nhạt nói. Thẩm ra, thẩm diệu, Văn Huệ Đế không cười nổi. Trong lòng hắn phẫn nộ run, hận không thể lệnh người đem Duệ Vương đi chém, nhưng không thể. Hắn không duy trì nổi vẻ thân thiện, biểu cảm cứng ngắc. Hắn khô khóc hỏi, ngươi nói. Ai? Uy vũ đại tướng quân đích nữ. Duệ Vương nói, bệ hạ không nhớ. Trước đó, thái tử không phải còn muốn cưới nàng làm chắc phi. Quá đáng, khinh người quá đáng. Văn Huệ Đế trong đầu bùng lên nhiều suy nghĩ, cuối cùng không khống chế được muốn cười lạnh. Duệ Vương, bề ngoài biếng nhác, không để tâm gì, Minh Tề và Tần Quốc kết minh cũng không để vào mắt, nguyên lai là giả heo ăn hổ, còn có hậu chiêu. Cưới uy vũ đại tướng quân đích nữ là cưới được thẩm diệu hay thẩm gia binh quyền. Văn Huệ Đế biết, đối với đại lương, thẩm gia binh quyền không phải quan trọng, đại lương có nhiều tướng tài. Nhưng với Minh Tề, các tướng lĩnh ưu tú trước kia phần lớn bị hắn phân phát, tạ ra cũng suy thoái, chỉ còn thẩm ra. Minh Tề mất thẩm ra, như hổ không vuốt, đối phó đại lương, dãy rụa không được mấy phần, liền bị nuốt chửng. Được lắm Duệ Vương, được lắm Đại Lương. Văn Huệ Đế cố gắng cười, nói, Duệ Vương có ánh mắt tốt, nhưng thẩm tướng quân bảo vệ nữ nhi, ai cũng biết. Nếu Duệ Vương muốn cưới thẩm diệu, thẩm tướng quân chắc đau lòng ấu nữ, không muốn nàng gà xa. Chuyện này có khó gì? Duệ vương thưởng thức nhẫn trên tay, hững hờ nói, thẩm tướng quân không muốn, bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ là được. Văn Huệ đế sững sờ. Duệ vương tiếp tục nói, đại lương và minh tề bây giờ vẫn thân mật, bệ hạ sẽ không đến nhân tình này cũng không cho bản vương chứ. Hắn chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói, nếu không, bản vương sẽ hồi bẩm hoàng huynh về thành trì. Văn Huệ đế sống cả đời, cuối cùng cũng hiểu tức giận đến cả người run là thế nào. Thẩm ra chính là miếng mỡ béo bở, Duệ vương đây không chỉ muốn cướp mà còn muốn chủ nhân tự tay dâng lên. Nếu hắn thực sự hạ thánh chỉ, dù thẩm tín có trung thành ở lại minh tề, cũng sẽ oán giận hắn vì thánh chỉ buộc thẩm diệu phải gả xa. Nếu hắn không chịu hạ thánh chỉ, Văn Huệ đế liếc nhìn nam nhân đối diện. Hắn mang mặt nạ, không rõ biểu cảm, nhưng cảm giác người này dưới vẻ lười nhác nọ mạn là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Minh Tề đang gặp nguy cơ với Tần Quốc, đối đầu Đại Lương lúc này không phải hành động khôn ngoan. Duệ Vương đã đưa ra một câu đố khó giải, vì bất kể lựa chọn nào cũng sai và đều khiến Văn Huệ Đế chịu thiệt. Nam nhân kia nhìn Văn Huệ Đế như mèo đùa giỡn với chuột, lười biếng chậm rãi hỏi, bệ hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Văn Huệ đế kìm nén cơn giận, từ khi đăng cơ đến nay, chưa từng có ai dám vô lễ và làm càn với hắn như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Văn Huệ đế hối hận vì đã tập trung vào binh quyền mà không đối phó thế gia đại tộc. Nếu Minh Tề có thêm vài tướng như thẩm tín, có lẽ sẽ không phải chịu thấp kém trước đại lương như hiện tại. Nhưng làm gì có thuốc hối hận trên đời? Duệ Vương thấy hắn không trả lời, chỉ cười, đứng dậy, làm dáng như muốn đi. Chờ đã, văn huệ đế gọi lại. Duệ vương đứng lại, cười nói, bệ hạ đã suy nghĩ kỹ, vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh. Minh tề và đại lương giao hảo, chậm tự nhiên giúp người thành đạt. Văn huệ đế cười nhưng còn khó coi hơn khóc, nói, nếu thẩm gia tiểu thư gả cho duệ vương, cũng là phúc khí của thẩm gia tiểu thư, chậm vui vẻ thấy thành yên tâm, chậm hôm nay sẽ nghĩ kỹ, mấy ngày nữa sẽ ban thánh chỉ. Ngừng một lúc mới khó khăn nói thêm về chuyện thành trì. Coi như là lễ vật cho bệ hạ. Duệ vương cười, tâm tình tốt rời đi. Chờ Duệ vương đi rồi, văn huệ đế lập tức sụi lơ trên ghế, mồ hôi lạnh đẫm chán, mặt đỏ bừng. Phẫn nộ, xấu hổ, khuất nhục, oán hận đan sen trên mặt hắn nhưng tất cả này hắn không đủ sức thay đổi đây chính là điều khó chịu nhất trên thế giới rõ ràng là vua một nước chân mệnh thiên tử nhưng vẫn phải thừa nhận sự bất lực của chính mình cao công công không dám thở mạnh tận mắt thấy đế vương bị bức ép thành thế này làm hạ nhân tự nhiên cũng lo sợ đưa giấy bút lại đây văn huệ đế định thần một lúc đột nhiên nói cao công công vội đáp lại văn huệ đế ánh mắt nặng nề Tuy rằng Duệ Vương tạm thời không đề cập đến chuyện thành trì nhưng đổi thẩm ra hôn sự này để lấy tạm thời yên ổn, đến bao lâu ai biết được. Quan trọng là, thẩm diệu gả sang Đại Lương, dù thẩm tín vẫn ở minh tề, văn huệ đế cũng không dám tin tưởng thẩm tín nữa. Trước đây dù chèn ép thẩm tín, nhưng vì sợ công cao lấn chủ, vẫn tin tưởng trung thành của uy vũ đại tướng quân. Nhưng nữ nhi gả sang Đại Lương, nếu Đại Lương dùng thẩm diệu uy hiếp thẩm tín, ai biết thẩm tín sẽ làm gì thẩm tín viên quân cờ này coi như phế bỏ minh tề thế cuộc càng thêm khó khăn để đề phòng đại lương minh tề phải mau chóng khôi phục minh hữu với tần quốc hợp lực mới có thể chống đỡ tần quốc đang căm tức minh tề vì hoàng phủ hạo và minh an công chúa minh tề phải lấy thành ý thái tử nhất định phải chết văn huệ đế nhắm mắt lại nằm ngoài dự đoán của mọi người Văn Huệ đế cho định tội thái tử nhanh chóng, không cho ai kịp phản ứng. Thái tử tự sát trong lao. Có thực là tự sát, người tinh tường đều nhìn ra, chỉ là vì bảo toàn danh tiếng thái tử, không thể để thái tử rơi vào cảnh bị xử tử công khai trước mặt dân chúng. Điều này sẽ làm mất uy nghiêm của Minh Tề hoàng gia. Dân chúng dễ bị lừa dối, nhưng quan gia hiểu rõ. Thái tử có phải tự sát, ai biết được hoàng gia luôn tìm cho mình cái cớ đẹp đẽ dù bản thân ô bẩn tin thái tử tự sát lan truyền hoàng hậu náo loạn một hồi rồi sinh trọng bệnh ở khôn ninh cung không ra khỏi cửa rất điều dưỡng trong hậu cung các tần phi lo lắng sợ hãi hoàng hậu bị bệnh nặng có thể vì thái tử thất bại nửa cuộc đời sau không còn dựa vào vị trí này cũng không chắc giữ được hoàng hậu đau mất con chắc sẽ oán hận văn huệ đế nên hắn phải đề phòng bị bệnh không ra khỏi cửa hay bị giam lỏng, chỉ có họ hiểu rõ. Hoàng hậu nếu thất thế, ai sẽ làm chủ hậu cung? Từ Hiền Phi có phần thắng lớn nhất. Văn Huệ Đế sủng ái từ Hiền Phi, nàng còn có hai hoàng tử, Chu Vương và Tĩnh Vương, huynh đệ Hòa Ly, Vương một phái đấu nhau, nhưng Ly Vương không có mẫu phi được sủng ái. Chu Vương và Tĩnh Vương có thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì vậy, các phi tần đều cẩn thận, không để bị người khác bắt được nhược điểm, không để bị sử dụng như công cụ, nếu không sẽ gặp đại hòa. Hoàng phủ hạo sự việc, ngoài thái tử và hoàng hậu bị liên lụy, còn nhiều người khác cũng chịu ảnh hưởng. Nặng nề nhất là viên ngoại lang vương phủ. Ngày đó, chính vương thiếu gia của viên ngoại lang quý phủ đề xuất đi phẩm hương, còn mang theo thê tử. Ai ngờ hoàng phủ hạo lại đổ máu ở dịch phượng các, vương bật và thẩm đông lăng chắc chắn không thể thoát nhưng tội danh của họ lại không chỉ là việc này. Viên ngoại lang bị phát hiện đã bí mật buôn lậu muối, một tội lớn liên lụy đến toàn bộ vương phủ. Vương Bật và Thẩm Đông Lăng bị phán trảm thủ, các nam đinh khác của vương gia bị lưu vong, nữ tử bị sung làm quân kỹ, đi đầy biên ải. Hành động này của Văn Huệ Đế khiến người tinh tường nhìn ra, lần này ông thực sự bị kích thích mạnh mẽ, như thể cố ý bắt người để chút giận. Tuy triều thần nghi ngờ, nhưng đế vương tâm tư khó đoán họ chỉ biết tuân lệnh thẩm diệu vừa nghe kinh chập kể về những chuyện xảy ra mấy ngày nay vừa uống trà bên cạnh la đàm không ngừng nhét hoa tuyết đường vào miệng hoa tuyết đường là quà từ dương mang đến nói là do thợ làm bánh nổi tiếng của đại lương chế biến chỉ có hoàng thất mới được ăn thẩm diệu không chú ý nhưng la đàm phát hiện ăn một lúc liền vô cùng kinh ngạc hỏi thẩm diệu mua ở đâu Thẩm Diệu chỉ ấp úng đáp qua loa. Tần Thái tử sự việc thật náo động không nhỏ. La Đàm vừa ăn vừa nói, dù chôn bao nhiêu người cùng hắn, một thái tử đổi cũng không đủ. Nói đến đây, âm thanh nhỏ dần, như sợ tai vách mạch rừng. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc trước sự tàn nhẫn và quyết đoán của Văn Huệ đế. Quả nhiên cha nào con nấy. Phó Tu Nghi năm đó vì diệt trừ thẩm gia, không quan tâm đến mạng sống của Phó Minh và Uyển Du. Thẩm Diệu từng nghĩ trên đời sao có người vô tình như vậy. Bây giờ xem ra, Phó Tu Nghi và Văn Huệ Đế giống nhau như đúc. Trong mắt họ, tình thân, ái tình, tình bạn đều không quan trọng, chỉ có giang sơn và quyền lực mới là mục tiêu cả đời. Vì vị trí, hy sinh con trai không đáng gì, còn có thể có nữ nhân khác sinh con cho họ. Đây chính là bản chất vô tình của phó gia. La đàm nhìn đĩa hoa tuyết đường gần hết, bấm đầu ngón tay tính. Cô mẫu, cô phụ đã ăn, khâu biểu ca cũng ăn rồi, chỉ còn lại lăng ca ca chưa ăn. Phần này giữ cho lăng ca ca nhé. Nàng nhìn thầm diệu. Thầm diệu đương nhiên không tính toán chi ly vì món ăn, liền gật đầu. Nếu ngươi nhớ ra mua hoa tuyết đường này ở đâu thì tốt rồi. La đàm thở dài tiếc nuối, Ta ăn khắp Tiểu Xuân Thành, đến Định Kinh cũng thử hết các loại bánh ngọt, lần đầu tiên mới được ăn hoa tuyết đường ngon như vậy. Dù ngươi không nhớ, ta sẽ tự mình sai người tìm, nhất định phải tìm ra quán này. Thẩm Diệu yên lặng, đây là do ngự chủ Đại Lương làm, dù lật tung Định Kinh, La Đàm cũng không tìm thấy quán này. Thẩm Diệu có chút hối hận, ngày đó lẽ ra không nên nói là quán nhỏ. La Đàm lại nói, Lăng Ca Ca cũng thích ăn bánh ngọt nhất định sẽ thích cái này nói xong lại nhớ ra điều gì đó nói chỉ là mấy ngày nay lăng ca ca có chút kỳ lạ thẩm diệu hỏi làm sao nàng mỗi ngày bận rộn nhiều việc không biết la lăng có thay đổi gì la lăng ca ngoài việc ở binh bộ về phủ không ra ngoài chỉ ở sân luyện võ la đàm chống cằm nói trước đây hắn không khắc khổ như vậy mấy ngày nay ta nói chuyện với hắn cũng không thấy hăng hái như bị đả kích gì la đàm nhìn thẩm diệu tiểu biểu muội người thông minh người biết hắn sao thẩm diệu nói ta không theo dõi hắn mọi lúc làm sao biết được đừng lo lắng chắc gần niên quan binh bộ bận rộn vài ngày nữa sẽ tốt la đàm gật đầu đúng lúc đó thẩm khâu và la lăng một trước một sau bước vào thấy hai người đang ở chính đường la đàm chào hỏi khâu biểu ca lăng ca ca lại đây ăn hoa tuyết đường. La Lăng vào phòng, đầu tiên nhìn Thẩm Diệu một chút. Thẩm Diệu mỉm cười nhìn Thẩm Khâu, ánh mắt La Lăng buồn bã, đi tới một bên ngồi xuống. Thẩm Khâu không khách khí, cầm một miếng hoa tuyết đường nhét vào miệng, nói: "Hôm nay các ngươi có lòng thanh thản thế?" La Đàm vui vẻ trêu ghẹo Thẩm Khâu, liền nghe bên ngoài thông báo Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn trở về. Thẩm Khâu nói: "Vừa vặn Cha mẹ về, chúng ta cũng nên ăn cơm. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn bước vào, lần này ngay cả La Đàm cũng nhận ra điều bất thường. Thẩm Tín sắc mặt tái nhợt, biểu cảm khó coi, La Tuyết Nhạn cũng đầy phẫn nộ. Thường ngày dù có chuyện không hài lòng, Thẩm Tín phu phụ không bao giờ biểu hiện trước mặt bọn nhỏ. Họ tính cách rộng rãi, ít có việc gì làm họ tức giận. Nhưng hôm nay, rõ ràng họ giận không chịu nổi gã sai vặt theo sau cũng không dám thở mạnh cúi đầu lui ra la đàm và la lăng dù nghi hoặc nhưng không dám hỏi thẩm khâu muốn hỏi nhìn thấy cha một mặt ai hỏi giết ai liền do dự không dám mở miệng cuối cùng thẩm diệu chủ động mở miệng nhìn thẩm tín và la tuyết nhạn cười nói cha mẹ sao trông không vui có chuyện gì không hài lòng ngoài kia sao thẩm diệu vừa mở miệng thẩm tín và la tuyết nhạn đồng thời nhìn nàng Thẩm Tín ánh mắt hối hận, phẫn nộ, uất ức, La Tuyết Nhạn trong mắt đầy hổ thẹn và luống cuống. Thẩm Diệu trong lòng trùng xuống, nhanh chóng hiểu ra, để Thẩm Tín phu phụ lộ thần sắc thế này, chắc chắn chuyện này liên quan đến nàng. La Tuyết Nhạn hít sâu, cười nói, không có gì, chỉ là chuyện triều đình, kiều kiều đói bụng không, chúng ta ăn cơm trước. Nụ cười kia miễn cưỡng đến mức khiến La Đàm cũng nhận ra sự nghiêm trọng. Có chuyện gì mà khiến Thẩm Tín phu phụ, vốn luôn sang sảng đại khí, không sợ trời không sợ đất, lại phải che giấu như vậy? Chuyện này đã đến mức độ nào mới khiến họ như thế? Thẩm Diệu không nói lời nào, không trả lời cũng không từ chối, chỉ nhìn Thẩm Tín phu phụ. Tư thái của nàng rõ ràng đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, không tin vào lời giải thích của La Tuyết Nhạn. Thẩm Khâu trở nên hoảng hốt, nhớ lại mấy năm trước khi Thẩm Diệu còn kiêu căng, đối xử với họ không thân mật như bây giờ, luôn đi gần với nhị phòng và tam phòng. Mỗi khi đòi hỏi đồ vật từ thẩm tín, nàng đứng trước họ không nói một lời, cố chấp đến khó chịu. Từ trước đến nay, thẩm diệu nhìn như thay đổi nhiều, nhưng trong xương tùy, bản chất quen thuộc vẫn không thay đổi. Thẩm tín nói, kiều kiều, nghe lời. Hắn hiếm khi nghiêm khắc với thẩm diệu, nếu là trước đây, thẩm diệu chắc đã khóc nhẹ. La lăng lo lắng nhìn nàng. Thẩm Diệu biểu hiện không thay đổi, vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, nhạt, nàng nói: "Cha mẹ tại sao không nói với con sự thật? Nếu con không giải quyết được, ít nhất có thể chia sẻ một phần. Nếu con có thể giải quyết, chẳng phải càng tốt hơn sao? Giấu kín mọi chuyện chỉ làm tăng khoảng cách. Con không phải tiểu hài tử, con cùng đại ca đều là người thẩm gia." Thẩm Tín môi giật giật, vẫn không nói lời nào thẩm diệu nhìn họ đôi mắt sáng như suối nước ánh nhìn khiến người không thể không nói thật nàng nói huống hồ chuyện này có liên quan đến con phải không la tuyết nhạn đột nhiên cả kinh la đàm và la lăng kinh ngạc nhìn thẩm diệu thẩm khâu cũng đầy ngạc nhiên thẩm tín nghe vậy bình tĩnh nhìn thẩm diệu một lúc rốt cuộc thở dài cười khổ nói hôm nay thượng triều hoàng thượng hạ thánh chỉ gà con hắn khó nhọc nói, cho Duệ Vương. 183. Thân phận. Lời này vừa nói ra, căn phòng lập tức chìm vào im lặng. La tuyết nhạn không dám nhìn vào mắt thẩm diệu, thẩm tím để lộ sự mệt mỏi sâu sắc trong giọng nói. Là lăng ngạc nhiên, là đàm há hốc miệng, trong khi thẩm khâu đập bàn đứng dậy, chuyện này là sao? Người bình tĩnh nhất lại chính là thẩm diệu. Dù bề ngoài nàng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không hẳn là không có sóng gió. Tạ cảnh hành một tay gây ra chuyện này, nàng đã sớm đoán được, nhưng không ngờ tạ cảnh hành lại dám hành động trắng trợn đến vậy. Chờ chút, hắn làm thế nào để văn huệ đế chủ động ban chỉ tứ hôn? Trong khi thẩm diệu đang suy nghĩ, thẩm khâu không thể chờ đợi được nữa, đứng lên nói gấp, duệ vương là ai mà muội muội một cô nương minh tề, lại phải gà cho người đại lương. Hoàng thượng có phải điên rồi không? khâu nhi là tuyết nhạn tức giận mắng cẩn thận lời nói trong cung có tai mắt khắp nơi thẩm khâu vì tức giận mà nói ra những lời bất kính thẩm khâu lập tức im bặt liếc nhìn thẩm diệu vò đầu bút tai nói bất luận thế nào muội muội cũng không thể gả cho cái tên duệ vương đó mà duệ vương cái tên này sao lại quen thuộc đến vậy đột nhiên hắn hiểu ra bỗng nhiên vỗ tay nói hóa ra là hắn ta đã nghi ngờ tại sao một thân vương đại lương lại chủ động chào hỏi ta, hóa ra hắn nhắm vào muội muội, đáng ghét. Thẩm tín cao mày hỏi, ngươi đã gặp Duệ Vương? Lần trước ta cùng lăng biểu đệ hồi phủ, gặp hắn trên đường. Hắn còn mời ta đến Duệ Vương phủ tỉ thí, thẩm khâu tức giận nói, nếu biết hắn có ý đồ này, ta đã chém đứt chân ngựa của hắn ngày đó. Thẩm diệu, la lăng cũng ngỡ ngàng một chút, sau đó nhớ ra điều gì nhìn về phía thẩm diệu với ánh mắt phức tạp thẩm diệu không hiểu ánh mắt của la lăng nhưng lúc này nàng không có tâm trí để truy hỏi chỉ hỏi thẩm tín đây là thánh chỉ của bệ hạ hoàng thượng tại sao đột nhiên tứ hôn cho con nếu nói là đại lương thích kết hôn cô nương không phải số ít hoàng gia cũng có nhiều công chúa quận chúa không nhất thiết phải chọn nàng quả thật thẩm diệu biết đây là ý của tạ cảnh hành nhưng nàng vẫn muốn biết Tạ Cảnh Hành đã thuyết phục Văn Huệ đế như thế nào. Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu, lòng đầy đau xót, dừng lại một lúc, mới thở dài một hơi, nói, "Kiều Kiều, là cha vô năng." Hắn chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Nguyên lai like hôm nay khi thượng triều, sau khi xử lý xong một số triều sự, gần hạ triều, Văn Huệ đế đột nhiên chuyển đề tài, nói rằng Duệ Vương Đại Lương có ý định cưới một vương phi từ Minh Tề các triều thần có người kích động có người bất an yêu thương nữ nhi thì không muốn con gái gả xa còn kẻ muốn trèo cao thì mong nữ nhi gả cho duệ vương chỉ ít làm vương phi văn huệ đế không cho ai cơ hội suy nghĩ trực tiếp tứ hôn và người được chọn là thẩm diệu con gái của uy vũ đại tướng quân thẩm tín mọi người ngạc nhiên ai cũng biết thẩm diệu là hòn ngọc quý trên tay thẩm tín muốn nàng gả tới đại lương chắc chắn thẩm tín không muốn nhưng minh tề hiện tại rất cần thẩm tín văn huệ đế làm sao lại tìm cách gây khó chịu cho thẩm tín vào lúc này ngay cả những triều thần giảo hoạt cũng không hiểu được ý đồ của đế vương thẩm tín đầy bụng tức giận chỉ muốn rút đao chém kim loan điện ông có thể chịu đựng mọi oan ức nhưng không thể để con gái mình chịu khổ văn huệ đế lần này không bàn bạc với ông trực tiếp tứ hôn cho thẩm diệu nghĩa là thẩm gia không có cơ hội phản đối nếu phản đối đó là kháng chỉ liên lụy cả thẩm gia và thẩm diệu chắc chắn cũng không muốn điều đó thẩm tín trong lòng rất nghi hoặc trước đây văn huệ đế còn muốn gả thẩm diệu cho thái tử dù có dụng ý khác nhưng sao bây giờ lại muốn nàng gả cho thân vương đại lương lời vừa dứt căn phòng lập tức chìm vào im lặng la tuyết nhạn không dám nhìn vào mắt thẩm diệu giọng thẩm tín để lộ sự mệt mỏi sâu sắc la lang ngạc nhiên La Đàm há hốc miệng, còn thầm Khâu đập bàn đứng dậy, "Chuyện này là sao?" Người bình tĩnh nhất lại là Thẩm Diệu. Dù bề ngoài nàng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không hẳn là không có sóng gió. Tạ Cảnh Hành một tay gây ra chuyện này, nàng đã sớm đoán được, nhưng không ngờ Tạ Cảnh Hành lại dám hành động trắng trợn đến vậy. "Chờ chút, hắn làm thế nào để Văn Huệ Đế chủ động ban chỉ tứ hôn?" Trong khi Thẩm Diệu đang suy nghĩ, Thẩm Khâu không thể chờ đợi được nữa, đứng lên nói gấp, Dưệ Vương là ai mà muội muội, một cô nương minh tề, lại phải gả cho người đại lương. Hoàng thượng có phải điên rồi không? Khâu Nhi, La Tuyết Nhạn tức giận mắng, cẩn thận lời nói. Trong cung có tai mắt khắp nơi, Thẩm Khâu vì tức giận mà nói ra những lời bất kính. Thẩm Khâu lập tức im bặt, liếc nhìn Thẩm Diệu, vò đầu bứt tai nói, bất luận thế nào muội muội cũng không thể gả cho cái tên Duệ Vương đó. Mà, Duệ Vương, cái tên này sao lại quen thuộc đến vậy? Đột nhiên hắn hiểu ra, bỗng nhiên vỗ tay nói, hóa ra là hắn. Ta đã nghi ngờ tại sao một thân vương đại lương lại chủ động chào hỏi ta, hóa ra hắn nhắm vào muội muội, đáng ghét. Thẩm Tín cau mày hỏi, ngươi đã gặp Duệ Vương? Lần trước ta cùng Lăng Biểu Đệ hồi phủ, gặp hắn trên đường hắn còn mời ta đến duệ vương phủ tỉ thí, thẩm khâu tức giận nói, nếu biết hắn có ý đồ này, ta đã chém đứt chân ngựa của hắn ngày đó. Thẩm diệu, la lăng cũng ngỡ ngàng một chút, sau đó nhớ ra điều gì, nhìn về phía thẩm diệu với ánh mắt phức tạp. Thẩm diệu không hiểu ánh mắt của la lăng, nhưng lúc này nàng không có tâm trí để truy hỏi, chỉ hỏi thẩm tín, đây là thánh chỉ của bệ hạ. Hà. Hoàng thượng tại sao đột nhiên tứ hôn cho con? nếu nói là đại lương thích kết hôn cô nương không phải số ít hoàng gia cũng có nhiều công chúa quận chúa không nhất thiết phải chọn nàng quả thật thẩm diệu biết đây là ý của tạ cảnh hành nhưng nàng vẫn muốn biết tạ cảnh hành đã thuyết phục văn huệ đế như thế nào thẩm tín nhìn thẩm diệu lòng đầy đau xót dừng lại một lúc mới thở dài một hơi nói kiều kiều là cha vô năng hắn chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm nay nguyên lai like hôm nay khi thượng triều sau khi xử lý xong một số triều sự gần hạ triều văn huệ đế đột nhiên chuyển đề tài nói rằng duệ vương đại lương có ý định cưới một vương phi từ minh tề các triều thần có người kích động có người bất an yêu thương nữ nhi thì không muốn con gái gả xa còn kẻ muốn trèo cao thì mong nữ nhi gả cho duệ vương chỉ ít làm vương phi văn huệ đế không cho ai cơ hội suy nghĩ trực tiếp tứ hôn và người được chọn là thẩm diệu con gái của uy vũ đại tướng quân thẩm tín. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng biết thẩm diệu là hòn ngọc quý trên tay thẩm tín, muốn nàng gả tới đại lương, chắc chắn thẩm tín không muốn. Nhưng Minh Tề hiện tại rất cần thẩm tín, văn huệ đế làm sao lại tìm cách gây khó chịu cho thẩm tín vào lúc này. Ngay cả những triều thần giảo hoạt cũng không hiểu được ý đồ của đế vương. Thẩm tín đầy bụng tức giận, chỉ muốn rút đao chém kim loan điện ông có thể chịu đựng mọi oan ức nhưng không thể để con gái mình chịu khổ văn huệ đế lần này không bàn bạc với ông trực tiếp tứ hôn cho thẩm diệu nghĩa là thẩm gia không có cơ hội phản đối nếu phản đối đó là kháng chỉ liên lụy cả thẩm gia và thẩm diệu chắc chắn cũng không muốn điều đó thẩm tín trong lòng rất nghi hoặc trước đây văn huệ đế còn muốn gả thẩm diệu cho thái tử dù có dụng ý khác nhưng sao bây giờ lại muốn nàng gả cho thân vương đại lương hạ chiều sau khi văn huệ đế gọi lại thẩm tín không để ông đi trước mà mang ông vào ngự thư phòng cùng ông đàm luận một hồi lần này ông mới biết được chân tướng phía sau quyết định tứ hôn thẩm diệu thì ra duệ vương dùng biên quan thành trì của minh tề để uy hiếp văn huệ đế buộc ông phải đưa ra quyết định này nói là thành trì biên quan nhưng ý sau lưng là toàn bộ thổ địa của minh tề văn huệ đế bất đắc dĩ không thể không đồng ý yêu cầu này. Cuối cùng, Văn Huệ Đế nói với Thẩm Tín, chẫm là chủ tử của Minh Tề, không thể trơ mắt nhìn bách tính sinh tử không màng. Thẩm tướng quân, lần này, xin mời oan ức Thẩm Tiểu Thư một lần, lấy một mình nàng đổi lấy sự an nguy của thiên hạ bách tính. Thẩm Tiểu Thư nếu biết chuyện, cũng sẽ thông cảm cho quyết định của chẫm. Thần tử phải tuân theo quân lệnh, huống hồ quân chủ còn thành khẩn nhận lỗi và giải thích nguyên nhân. Nếu là trước đây, thẩm tín nhất định sẽ thông cảm, thậm chí cảm thấy biết ơn. Nhưng khi nghe Văn Huệ Đế nói lấy một mình nàng đổi lấy sự an nguy của thiên hạ bách tính, thẩm tín cảm thấy một luồng hơi lạnh xẹt qua. Hắn thậm chí cảm thấy vị quân vương mà hắn cống hiến cả đời, có phần dối trá. Thiên hạ bách tính, con gái của hắn cũng là một phần trong đó. Dựa vào gì mà con gái của hắn phải hy sinh? Cả đời hắn chinh chiến vì minh tề, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ bách tính, nhưng không bảo vệ được con gái mình thì hắn còn là gì? Hy sinh hắn, giờ lại đến lượt con gái hắn. Sau đó, những gì Văn Huệ Đế nói thẩm tín cũng không nghe lọt. Có lẽ là về việc thẩm diệu xuất giá sẽ được tặng nhiều thứ, nhưng nghe vào tai thẩm tín chỉ thấy trào phúng. Dù vô tư, lòng vẫn hướng về thân nhân. Đặc biệt là thẩm tín, ông không mang theo con gái bên mình suốt mấy chục năm, nên Thẩm Diệu gần gũi với vợ chồng họ là điều đáng mừng. Sau đó, không dễ dàng gì ông trời giúp họ gắn kết, Thẩm Diệu thay đổi nhiều, như lớn lên sau một đêm, Thẩm Tín nhìn mà đau lòng. Thẩm Diệu như một đóa hoa nhỏ trong phủ, được chăm sóc cẩn thận, giờ bỗng trở thành cây cứng cáp, mất đi nhiều thứ. Thẩm Tín vốn đã cảm thấy có lỗi, giờ thêm thánh chỉ này, ông thật sự không còn mặt mũi đối diện Thẩm Diệu. Thẩm Tín kể xong, mọi người trầm mặc thẩm khâu cũng không nói nữa văn huệ đế đã nói đến mức này còn có thể làm gì chỉ biết nhìn thẩm diệu xuất giá sao như vậy quá tàn nhẫn với thẩm diệu phải sống cả đời với một người chưa từng gặp không biết tính tình không thể nói là yêu thích lại phải tha hương nơi đất khách quê người thẩm khâu không dám nghĩ thẩm diệu nói thì ra là như vậy vẻ mặt nàng bình tĩnh như không bị ảnh hưởng chút nào mọi người lúc này mới nhận ra, từ lúc biết thánh chỉ đến. Giờ, thẩm diệu chưa hề tỏ ra kinh ngạc. La tuyết nhạn sợ nàng nhịn gần chết, nói, kiều kiều, con không cần giấu trong lòng, chuyện này vẫn chưa quyết định. Nương không cần dỗ con, thánh chỉ đã hạ, không thể kháng chỉ. Thẩm diệu cười cười, huống hồ gả cho duệ vương cũng không phải chuyện xấu, làm vương phi, cơm ngon áo đẹp, không lo ăn mặc nhìn phong thái duệ vương trước đó, dù không thấy mặt, cũng đoán được là người tốt. Nhưng con và hắn xưa nay không quen biết, thẩm khâu vội nói, làm sao biết hắn đối nhân xử thế thế nào. Trên đời này không phải đều như vậy sao, thẩm diệu bình thản nói, có người sống cùng cả đời, cũng không hiểu rõ đối phương. Gả cho duệ vương không tệ như các ngươi nghĩ. Ở lại định kinh, thân phận của con càng dễ bị người mưu hại, thẩm ra không bảo vệ được con thẩm tín mắt sáng lên, trong chốc lát lóe qua một tia đau xót. Binh quyền càng lớn, càng bị ràng buộc nhiều, hoàng đế càng kiên kỵ, càng muốn kiềm chế. Thẩm diệu trước bị thái tử uy hiếp, sau lại có thể bị kẻ khác. Thẩm gia thực sự không bảo vệ được thẩm diệu. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, lần đầu tiên thẩm tín căm hận quyền lực của mình. Đại lương là trốn tốt, thẩm diệu khẽ cười, giọng có chút mong chờ, từng đọc trong du ký, đại lương quốc giàu có, ban đêm không cần đóng cửa, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bách tính vui vẻ, đạo tặc bị quét sạch là một cảnh tượng đẹp. Dù cảnh tượng đẹp đến đâu, con cũng chỉ có một mình. La tuyết nhạn không đành lòng nói tiếp. Duệ vương phi đại lương là thân vương phi, dưới một người trên vạn người, sẽ không dễ bị bắt nạt. Thẩm diệu suy tư, duệ vương nếu muốn cưới con, nói không chừng là tình căn thâm trùng, tự nhiên sẽ tốt với con. Nàng rất ít khi nói đùa như vậy, đúng là làm La Tuyết Nhạn và mọi người cười phá lên. La Tuyết Nhạn cười nói, đứa ngốc, hắn không nhất định. Lời lại đột nhiên ngừng lại, thẩm diệu thông minh sớm tuệ, sao không biết Duệ Vương có thể không phải là người của nàng, mà là nhắm vào thẩm gia. Nói vậy chỉ để họ yên tâm thôi. Nghĩ đến đây, La Tuyết Nhạn lại cảm thấy vô hạn lòng chua xót. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, là việc vui, tại sao mọi người trông không vui? Nếu vậy, trái lại xui xẻo. Nàng nói, thánh chỉ đã hạ, chẳng bao lâu nữa sẽ thông báo. Con cũng phải bắt đầu theo của hồi môn. Trong giọng nói của nàng không có chút oán giận hay không vui, trái lại rất tự nhiên, như thể đây là một chuyện đã được bàn từ lâu. Càng như vậy, thẩm tín phu phụ càng đau lòng. Nói chuyện một lúc, thẩm diệu cảm thấy mệt mỏi, mọi người mới đi ăn cơm. Bữa cơm ăn không biết vị, ai cũng có tâm tư riêng. Sau khi ăn xong, mọi người giải tán, la đàm kéo tay thẩm diệu có chuyện muốn nói, vừa đi về sân của nàng, lại bị la lăng gọi lại. Lăng biểu ca có chuyện. Thẩm diệu nhìn hắn hỏi. La lăng hỏi, biểu muội thật sự muốn gả cho duệ vương sao? La đàm nhìn la lăng với ánh mắt kỳ quặc, Thẩm Diệu cười nói, thánh chỉ đã ban ra, muốn hay không muốn đều không còn ý nghĩa gì với ta. Còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp từ chối, La Lăng ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn gượng cười, giống như trước ở Tiểu Xuân Thành từ chối những thiếu gia khác. Thẩm Diệu chỉ cười mà không nói gì. "Chúc mừng ngươi." Hắn cười cay đắng. Thẩm Diệu gật đầu cảm ơn. Sau khi tiễn La Lăng, La Đàm kéo Thẩm Diệu vào sân vào phòng và phân phát hạ nhân, rồi đóng cửa lại. Nàng hạ thấp giọng, vô cùng thần bí nói, tiểu biểu muội, ngươi biết chuyện này không? Chuyện gì? Thầm diệu không hiểu. Chuyện duệ vương buộc hoàng thượng tứ hôn cho ngươi ấy. La đàm vội vang nói. Thẩm diệu trong lòng nhảy một cái, la đàm thường ngày mạnh mẽ, không mẫn cảm với mọi chuyện, nhưng đôi khi lại có trực giác nhạy cảm kỳ lạ. Nàng hàm hồ đáp, làm sao có thể? làm sao không thế là đàm tỏ ra hứng thú ngươi còn nhớ lần trước chúng ta bị bắt ta tỉnh lại rồi sau đó mang lời của ngươi đến duệ vương hắn cũng không lâu sau đó liền tìm đến ngươi khi đó ta đã nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người các ngươi chắc chắn là rất tốt không thì duệ vương sao lại giúp ngươi có phải giống như trong thoại bản anh hùng mỹ nhân gì đó thẩm diệu nói ngươi nên bớt đọc thoại bản đi không nói thoại bản la đàm chống cằm duệ vương bản lĩnh không nhỏ ngày đó cô cô và cô phụ tìm ngươi mấy ngày không thấy hắn lại lập tức tìm được la ra chúng ta nhìn người chỉ xem bản lĩnh hắn là nam nhân có bản lĩnh nghe nói còn rất ưa nhìn rất hiếm thấy nhiều nam nhân đẹp mắt chỉ là gối thêu hoa như thường đến nhà chúng ta cái cao đại phu trông cũng đẹp nhưng yếu đuối mong manh đánh cũng không nổi nam nhân như vậy chỉ có thể nhìn không thể dùng Bên ngoài, Tổng Dương nghe thấy, suýt chút nữa ngã xuống, trông không còn dùng được. Vị la ra biểu tiểu thư này thật uy mãnh không biết Cao Công Tử sau khi nghe thấy sẽ cảm thấy thế nào. Được rồi, thẩm diệu liếc nàng, đừng đánh chống lảng, ngươi có chuyện gì? Tiểu biểu muội ta biết ngươi thông minh nhất, toàn bộ thẩm phủ, ngươi hiểu ta nhất. Thân đệ đệ La Thiên còn không có tâm linh tương thông như ngươi. La Đàm nhìn Thẩm Diệu với ánh mắt chờ mong, ta chỉ có một tâm nguyện, ngươi đi đại lương, đem ta theo, ta làm của hồi môn biểu tỷ. Thẩm Diệu suýt ngất, không thể tin hỏi, ngươi nói gì? Ta chưa từng đến đại lương, La Đàm nói, nhưng nghe nói đó là chỗ tốt, ăn ngon chơi vui rất nhiều. Lần này ta và Lăng Ca đi ra ngoài, vốn là để rèn luyện, muốn gặp nhiều nơi. Rèn luyện mà chỉ đến một chỗ thì không được thẩm diệu rõ ràng ngươi lén lút leo lên xe ngựa la đàm nói còn giảng nghĩa khí thì mang ta theo không mang theo thẩm diệu tâm như thiết thạch sau đó nửa canh giờ thẩm diệu mắt thấy la đàm ở trên người nàng làm phiền hồi lâu nàng đi đại lương dù có tạ cảnh hành thẩm diệu cũng biết không chắc sẽ thuận buồm xuôi gió tương lai ai cũng không nói chắc được không cần thiết đem la đàm cũng cuốn vào sau khi la đàm đi rồi, thẩm diệu thở dài, kéo mở cửa sổ, bên ngoài bóng cây lắc lư, đêm đông lạnh lẽo. Tạ cảnh hành thật là đi, nàng muốn hỏi, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, tự chủ trương cho nàng hạ chỉ. Hạ chỉ không tính, trước mắt người cũng không thấy, lúc cần giải thích, hắn lại không xuất hiện, có ý gì, trêu chọc xong liền cháy. Thẩm Diệu đùng một hồi đóng cửa sổ, vô liêm sỉ âm thanh chấn động đến mức tòng dương phải móc lỗ tai nghĩ chắc là thiếu phu nhân có chuyện gì không vui như vậy hỉ nộ vô thường ở một đầu khác trong sân của thẩm tín và la tuyết nhạn thẩm tín cũng đang cùng la tuyết nhạn bàn bạc chuyện này thẩm tín nói cùng kiều kiều đi đại lương la tuyết nhạn gật đầu chúng ta không ở bên kiều kiều nếu kiều kiều ở đại lương gặp phiền phức trời cao đất xa chúng ta không biết nàng bị ủy khuất Trước đây cũng có tiểu thư gả tới nước khác, đều bị phu gia người hại chết, lúc này cũng không biết sao. Hắn dám? Thẩm Tín giận tím mặt, lập tức đè nén tự mình sinh ra tức giận, nói: "Ta có thể đi, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không tha." La Tuyết nhạn hạ giọng, "Bây giờ Đại Lương và Minh Tề thế cục căng thẳng, chúng ta cùng đi Đại Lương, hoàng thượng chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta phản chiến." Không thích hợp nhưng thật sự không có cách nào sao trong cơn bất đắc dĩ thẩm tín quay lưng lại la tuyết nhạn nhìn vào bức tranh chữ trên tường đó là bức tranh chữ tinh trung báo quốc do thẩm lão tướng quân tặng hắn trung thành báo quốc nhưng đổi lại được gì thẩm ra chú trọng thiên hạ không không phải quân vương quân muốn thần chết thần không thể không chết nhưng tại sao giờ đây hắn lại cảm thấy hối hận vị quân vương này luôn đề phòng chèn ép khống chế hắn thẩm tín không cảm thấy gì dù bị lợi dụng nhưng tại sao phải làm tổn thương con cái của hắn thiên hạ quân chủ đều đối xử với trung thần như thế hay chỉ có một vị này thẩm tín nghĩ nếu văn huệ đế trước mặt duệ vương có một chút phản kháng hoặc vì thẩm diệu tranh thủ chút ít hắn sẽ không bất mãn như bây giờ chính vì văn huệ đế đáp ứng quá thẳng thắn giống như vì giang sơn thiên hạ mà thẩm diệu chẳng đáng gì khiến Thẩm tín lòng đầy mụn nhọt. Nếu Minh Tề mạnh mẽ hơn chút, có phải sẽ không phải cúi đầu xưng thần trước đại lương, một duệ vương mà cũng khiến quân chủ hoang mang lo sợ. Thẩm tín đột nhiên cảm thấy căm ghét sự bất lực của văn huệ đế. Trong cuộc giao dịch này, hắn không nhận ra rằng sự oán giận của mình đối với văn huệ đế còn sâu đậm hơn cả đối với duệ vương đại lương hắn cũng không biết rằng sự thay đổi trong tâm tư của mình có lẽ đã bị ai đó dự liệu từ trước. La Tuyết Nhạn vẫn thắc mắc, Duệ Vương sao lại đột nhiên muốn kết hôn với Kiều Kiều. Đại lương thiếu binh quyền đến mức ấy, dù là khiêu khích, cũng không cần thiết làm vậy. Thẩm tín nói, ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm thêm, ngủ trước đi. Nhưng tối nay, chắc chắn là một đêm không ngủ. Văn Huệ Đế công bố thánh chỉ ngay trước mặt cả triều đình, vì vậy không có lý do gì để giấu giếm. Chỉ trong một ngày, định kinh thành hầu như ai cũng biết. Quan lại và bách tính đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Phủ công chúa Vinh Tín trở nên nặng nề. Vinh Tín công chúa ngồi trên ghế, không ngừng cười lạnh. Nàng làm sao không nhận ra, cháu trai mình lại có khả năng như vậy. Tạ cảnh hành rõ ràng từ hai năm trước đã có tình cảm đặc biệt với thẩm diệu, sau đó biến hóa thành duệ vương, Vinh Tín công chúa cho rằng, dù Tạ Cảnh Hành có quý mến Thẩm Diệu đến đâu, đời này cũng không thể cùng nàng. Không ngờ Tạ Cảnh Hành lại có bản lĩnh này, vẫn giành được điều mình muốn. Chiều hôm đó, Vinh Tín công chúa biết tin liền tiến cung gặp Văn Huệ đế. Nàng biết Văn Huệ đế sẽ không vô duyên vô cớ tứ hôn cho Thẩm Diệu, kiên trì muốn biết lý do. Văn Huệ đế tôn trọng nàng là tỷ tỷ, liền kể lại mọi ngọn nguồn. Vinh tín công chúa không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cái thiếu niên đẹp đẽ từng gọi nàng là dung di với nụ cười híp mắt, giờ đây đã trở nên xa lạ. Tạ cảnh hành có thể vì mục tiêu của mình mà nhẫn nại nhiều năm, cuối cùng đạt được. Bá đảo, thủ đoạn tàn nhẫn, không chút lưu tình uy hiếp. Hắn như một kẻ đứng đầu đầy quyền lực. Vinh tín công chúa trong lòng có chút sợ hãi nàng không biết có nên nói ra thân phận của tạ cảnh hành với văn huệ đế hay không dù có nói ra cũng không chắc có chuyện gì xảy ra tạ cảnh hành nếu dám đến chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ là nói ra chí ít có thể làm cho thiên hạ minh tề biết đến gương mặt thật của tạ cảnh hành không phải suốt ngày nghe tráng niên mất sớm thiếu niên anh tài vinh tín công chúa nghĩ một hồi trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khi còn bé khi nàng bị phong hàn nặng, cả người lạnh lẽo, chỉ có tạ cảnh hành năm tuổi bưng cháo nóng tới, từng mõng từng mõng đút cho nàng, còn ngồi bên giường đọc thơ. Một khuôn mặt đẹp trai làm những hành động chi kỳ như vậy, làm sao có thể không cảm động. Mười năm trôi qua, bọn họ rõ ràng không phải mẹ con nhưng hơn cả mẹ con. Làm sao lại đến tình trạng này? Một bên là quốc thù, một bên là mấy chục năm tình thân. Vinh tín công chúa đột nhiên cảm thấy yêu thương. Nên làm thế nào đây? Vinh tín công chúa không biết, mấy ngày nay phủ công chúa bị giám sát chặt chẽ, không phải chỉ bởi một người. Công chúa phủ vì không giao du với bên ngoài, ngay cả thị vệ cũng mệt mỏi, nhất cử nhất động của nàng hầu như đều bị giám sát. Bình Nam bá phủ, tô minh lãng nhìn tỷ nữ bưng tới đường trưng tô lạc, nghiêm nghị từ chối, ta không ăn, đem cho đại ca đi. Giờ Tô Minh Lãng đã đến tuổi thích trưng diện, muốn trở thành tiểu công tử Ngọc Tuyết đáng yêu. Vì vậy, những đồ ngọt như thế, dù thơm ngon, hắn quyết định không ăn. Lập tức hắn lại nghĩ đến điều gì, gọi lại thị nữ, đưa cho đại ca cũng không được, nếu đại ca ngày sau lấy thầm tỷ tỷ, thầm tỷ tỷ ghét bỏ đại ca vì béo thì sao? Thị nữ nhìn Tô Minh Lãng tiểu đại nhân dáng dấp, không nói gì, bưng mâm không biết phải làm sao tô minh lãng thấy thế thở dài nếu ngươi khó xử như vậy ta đành cố hết sức ăn lại giữ dằn cảnh cáo thị nữ không được nói với nương là ta ăn đồ của đại ca thị nữ trong phòng tô minh phong không có tâm trí ăn đường trưng tô lạc hắn tản bộ trong phòng biểu hiện rất sốt ruột tô dục đồng tình vỗ vai hắn nói con trai cha biết ngươi khổ sở nhưng thánh chỉ là do bệ hạ ban xuống Cha không thể làm gì, chỉ có thể nói ngươi không may, cô nương ngươi thích không có duyên. May mà thẩm cô nương phải gả cho Duệ vương, phải đi đại lương, nhắm mắt làm ngơ, mấy ngày nữa ngươi sẽ quên nàng thôi. Sau khi biết thánh chỉ, tô dục và tô phu nhân lo lắng tô minh phong không chịu nổi sự đả kích này. Sau khi uyển truyền thông báo, tô minh phong nhốt mình trong thư phòng. Tô phu nhân lo hắn tự sát, cố ý để tô dục vào khuyên giải cha ngài đừng làm phiền con nữa được không tô minh phong không nhịn được nói con không phải khổ sở vì chuyện này con trai lòng ngươi muốn gì cha còn không biết tô dục nói người không phong lưu uổng thiếu niên cha cũng từng qua tuổi này không sao thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm ngươi phải nghĩ thoáng tô minh phong không thể nhịn được nữa nói được cha con biết rồi hiện tại con muốn một mình yên tĩnh sẽ không tự sát ngài để con một mình đối đãi một lúc có được không thấy trên gương mặt luôn ôn hòa của tô minh phong xuất hiện vẻ không vui tô dục sợ rằng nói thêm gì nữa sẽ kích thích đến tâm hồn thiếu nam yếu đuối của tô minh phong liền cười gượng nói nói chung cha sẽ cố gắng tìm cho con một vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ làm thê tử không cần buồn lòng rồi ảo não rời đi sau khi cha rời đi tô minh phong ngồi phịch xuống trước bàn đọc sách trong lòng đầy bực bội Việc Văn Huệ Đế đột một hạ chỉ tứ hôn cho Thẩm Diệu khiến Tô Minh Phong rất bất ngờ. Dù sao trước đó không lâu, Thẩm Diệu vừa có mối quan hệ với thái tử, tại sao bây giờ lại kết hôn với Duệ Vương? Tâm tư của Văn Huệ Đế, Tô Minh Phong không muốn suy đoán, điều hắn nghĩ tới là Thẩm Diệu. Từ hai năm trước, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành dường như đã có mối liên hệ, và gần đây vì con hổ đầu hoàn. Tô Minh Phong chắc chắn rằng giữa Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành có một mối quan hệ đặc biệt. Tô Minh Phong thậm chí còn nghi ngờ Tạ Cảnh Hành vẫn còn sống. Muốn tìm được tin tức về Tạ Cảnh Hành, nhất định phải quan tâm đến Thẩm Diệu. Nhưng tại sao chuyện Thẩm Diệu kết hôn với Duệ Vương lại làm hắn bất an như vậy? Cảm giác như có điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Cảm giác kỳ quái này khiến Tô Minh Phong hôm nay rất khác thường giữa lúc hắn đứng ngồi không yên bên ngoài có người trở về đây là thám tử mà tô minh phong phái ra để giám sát phủ công chúa và thẩm trạch tô minh phong cảm thấy vinh tín công chúa có thể biết điều gì đó và thẩm diệu thì càng không cần phải nói thám tử ấy thi lễ với tô minh phong rồi nói thiếu gia thuộc hạ đã có thông tin về sự việc trước đó tô minh phong trong lòng vui vẻ lập tức ngồi thẳng người hỏi nói mau Thuộc hạ phát hiện có người luôn giám sát động tĩnh ở Duệ Vương Phủ. Thuộc hạ đoán không sai, có thể là do Vinh Tín công chúa phân phó. Thêm vào đó, thị vệ Duệ Vương Phủ dường như có một số người ẩn nấp tại thẩm trạch. Không rõ là để giám sát hay bảo vệ thẩm ngũ tiểu thư. Tô Minh Phong nhíu mày, sao lại liên quan đến Duệ Vương? Vinh Tín công chúa giám sát Duệ Vương, còn Duệ Vương lại giám sát thẩm diệu nhưng rõ ràng hắn muốn tìm là manh mối về tạ cảnh hành lẽ nào một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn tim tô minh phong bắt đầu đập mạnh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn